Nhu cầu mua iPhone dù là thời điểm máy mới ra mắt hay đã ra mắt được một vài tháng cũng khiến nhiều con buôn bất chấp để nhập hàng. Lợi dụng việc đó thì các thương gia lớn đã xả các loại hàng xấu, hư hỏng với mức giá thấp để giữ giá thị trường. Tương tự như với các dòng điện thoại của iPhone thì hiện nay trên thị trường xuất hiện các dòng iPhone nguyên siêu, iPhone full box, iPhone mới 99 hay 95%, máy dựng, thậm chí là iPhone giá siêu rẻ. Một câu chuyện dù biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng nhiều khách hàng vẫn rơi vào cạm bẫy iPhone giá rẻ để rồi tiền mất tật mang. Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh với cuộc sống của truyền hình Công an Nhân dân. Anh Nguyễn Đức Trọng ở Hà Nội là nạn nhân khi tin vào những lời quảng cáo iPhone giá rẻ được quảng cáo trên mạng xã hội. Tôi có tìm mua iPhone 14 Pro Max thì được biết trên quảng cáo thì có ở một cửa hàng trên Hà Nội thì có biết của báo giá là 22 triệu 5. Nhưng sau khi đến quán thì nhân viên có tư vấn là cần cũng là iPhone 14 Pro Max nhưng mà để zin và tốt hơn thì sẽ có giá là gần 25 triệu. Và tôi đã tin tưởng và đã mua. Nhưng sau một tuần sử dụng máy thì về tôi thấy tình trạng máy là nó bị giật lag và hay bị sập nguồn. Thì tôi có mang ra quán để bảo hành thì nhân viên đó đã không thì quán sẽ không bảo hành cho tôi. Và tôi để tiếp tục sử dụng con máy đó thì tôi sẽ phải mang ra quán khác để sửa chữa. Máy này em mới mua được một tuần thì nó đang tình trạng nó giật lag và hay bị sập nguồn thì em muốn mang đến để cho anh xem xét và sửa chữa lại cho em. Bạn để mình kiểm tra cho bạn tí. Chỉ khoảng 10 phút sau khi đưa máy đi kiểm tra, anh Trọng bàng hoàng trước câu trả lời của nhân viên kỹ thuật. Anh kiểm tra qua thì tình hình báo là con này nó sửa main với cả thay mất màn rồi. Nếu mà bây giờ mà sửa lại ổn định thì mất khoảng 8 triệu. Anh em mới mua con máy này hơn một tuần mà người ta báo là còn nguyên zin, mà em mua gần 25 triệu. Bây giờ sửa được 8 triệu thôi. Mình kiểm tra rất là kỹ rồi. Nó hiện lên hết đây rồi. Nếu mà bạn muốn sửa thì bạn phải để lại cho mình 1-2 hôm mình kiểm tra kỹ. Vâng, thưa anh để em suy nghĩ nhé. Ok, mình đóng máy lại. Anh Trọng chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân trên mạng xã hội. Hàng ngày trên các hội nhóm, rất nhiều bài đăng liên tục được đăng lên bóc phốt các cửa hàng điện thoại. iPhone dựng thì thường là những cái chiếc iPhone có những cái vấn đề về phần cứng, mặc dù thì vẫn sử dụng những cái phần mềm chính hãng của iOS của Apple. Tuy nhiên thì các cái sản phẩm này thì có thể là được tạo ra hoặc là sử dụng những cái linh kiện không chính hãng, kém chất lượng hoặc là có độ bền kém. Bây giờ thì có rất nhiều hàng nhái hàng giả bởi vì tình hình kinh tế đang suy thoái. Thì cái nhu cầu của những người mua hàng rẻ rất là lớn. Và chính vì lý do đấy thì chúng ta đã tự tạo cơ hội cho những bên hàng dựng bán điện thoại giá rẻ được lên ngôi. Cái lứa tuổi mà đang bị mua phải hàng nhái hàng giả nhiều nhất bây giờ là lứa tuổi một là người già và hai là sinh viên. Thì khi mà họ chỉ quan tâm về giá và không biết cách test. Theo những lời quảng cáo ở trên các trang mạng xã hội cũng như là sàn thương mại điện tử thì ngày hôm nay tôi đã nhận được ship của một chiếc iPhone 15 Pro Max giá rẻ. Và quý vị có tin được không ạ? Tôi mua chiếc điện thoại này với giá là hơn 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho một chiếc iPhone. Vậy mời quý vị hãy cùng với tôi xem là trong chiếc iPhone 1 triệu đồng này thì trông nó sẽ như thế nào nhé. Trong hộp bao gồm có một chiếc điện thoại iPhone Pro Max 15 theo như quảng cáo của người bán. Tuy nhiên thì tôi đặt màu trắng chứ không phải màu xanh như hiện tại. Một cục pin, cáp sạc và tai nghe. Bên cạnh đó thì người bán cũng rất xông xênh tặng cho tôi thêm một chiếc ốp điện thoại. Chỉ sau một vài thao tác đơn giản như là xem các ứng dụng thì chiếc iPhone 15 Pro Max của tôi đã đơ mất rồi. Hiện tại thì đã không thể khởi động lên để mở các ứng dụng ra một lần nữa được nữa. Mà màn hình chỉ nhảy chữ Welcome liên tục. Các sản phẩm iPhone Apple chính hãng có sự đồng nhất về phần mềm, phần cứng nên là rất mượt mà khi trải nghiệm. Các sản phẩm có dấu hiệu chậm, lag, đờ đờ hoặc camera kém chất lượng hoặc màn hình màu sắc không sắc nét thì rất dễ rơi vào trường hợp nhái, giả.
chính bản thân tôi thì đã làm khá là nhiều những cái video liên quan đến iPhone dựng rồi. Thì theo như trải nghiệm, iPhone dựng sẽ gặp rất là nhiều những cái lỗi có thể liên quan về màn hình, có thể là về pin. Họ chỉ đang nói chúng ta có thể là mua hàng thôi vào cái mức giá. Nhưng mà có một vấn đề là iPhone dựng thì có một mức giá rất rất rẻ. Tức là thông thường nhá, khi mà mọi người ấn một cái dòng lệnh đấy là sao thăng 06 thăng thì ở đây nó sẽ hiện cho mọi người cái email của máy. Thế nhưng cái chiếc máy này thì không hề hiện bất kỳ một thông tin gì cả. Khi mà mình ấn cái dòng lệnh này, khi mà bạn lắp SIM vào ấy, thì cái chiếc máy này nó sẽ bị văng active giống như một chiếc iPhone lock, mặc dù đây là hàng chính hãng VNA. Chỉ cần nhập từ khóa linh kiện iPhone trên các sàn thương mại điện tử, chúng ta có thể dễ dàng mua được đầy đủ các bộ phận của một chiếc iPhone. Và cần thêm một chút kỹ năng là chúng ta có thể tự lắp ráp cho bản thân một chiếc iPhone hoàn chỉnh. Những cái linh kiện này đa phần là những cái linh kiện được nhập theo lô từ Trung Quốc. Và cái điều này chúng ta sẽ không thể kiểm chứng được bởi vì nó không phải từ Apple đi ra. Và những cái linh kiện này thì tôi có thể khẳng định luôn đấy là không phải hàng chính hãng. Không phải từ Apple ra thì không phải hàng chính hãng. Và có thể là khi mọi người lắp vào thì chúng ta vẫn hoạt động được. Tuy nhiên thì nó chỉ được một khoảng thời gian đầu thôi. Và sau đó những cái khoảng thời gian mọi người dùng 1 đến 2 năm thì mọi người sẽ thấy luôn được những cái tác hại mà nó gây ra. Và nhiều khả năng là nếu như là những cái linh kiện mà họ làm kiểu không có tâm thì nhiều khả năng là chiếc máy của chúng ta còn bị hỏng hóc nặng và đôi khi là bị cháy nổ nữa. Để có thể phân biệt được và nhận biết được hàng chính hãng thì khách hàng có thể lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất là các sản phẩm chính hãng thì luôn luôn là có đầy đủ hóa đơn VAT theo những cái chính xác theo email hoặc là series của máy. Tiếp nữa là nếu người bán hàng mà không cung cấp được những cái hóa đơn VAT của sản phẩm thì đây có thể là một dấu hiệu quan trọng của sản phẩm mình đang mua phải là những cái hàng sản phẩm hàng nhái hoặc là hàng kém chất lượng. Thêm vào đó thì các hóa đơn VAT này còn có mang những cái tính chất là để đảm bảo được cái quyền lợi bảo hành của khách hàng khi mà không may sản phẩm của mình gặp lỗi tại hãng Apple. Khi mà mình không có VAT này thì có thể là sẽ không được hỗ trợ bảo hành ở tại hãng. Thực tế đối với một loại iPhone ZIN thì nó sẽ chỉ có hàng 99 và hàng full box thôi. Còn hàng 90-95% tại sao nó không được gọi là hàng ZIN nguyên bản? Bởi vì chúng ta phải hiểu với nhau rằng nếu như máy mà đã rơi, đã hỏng hoặc là đã đi mưa thì nó sẽ bị ngấm nước là một này, sẽ bị ép kính hoặc là thay lưng hoặc là thay màng. Thì những cái hàng mà 90 và 95% quá cũ thì không thể nào mà zin được. Thì khi mà chúng ta lắp một cái SIM vào trong cái máy mới đó thì ở phần trong cài đặt chung nó sẽ hiện cái ngày mà active máy lên. Thì ví dụ như mình mua vào ngày 26 tháng 2 thì active lên nó cũng phải là ngày 26 tháng 2 năm sau mới hết bảo hành. Với những cái chiếc iPhone mà chúng ta được mua chính hãng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái dịch vụ bảo hành nó rất là tốt. Ví dụ như là các bạn sẽ khi mà mua những cái gói bảo hành như là Apple Care chẳng hạn thì các bạn sẽ được thay như kiểu là những cái linh kiện rất là đắt tiền. Đừng quá chú trọng vào giá cả, giá rẻ không phải là tốt, của rẻ thì cũng là của ôi. Đó là những lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Quý vị hãy xem xét mức giá sàn của sản phẩm để rồi có thể đưa ra lựa chọn cho mình, lựa chọn một chiếc điện thoại tốt, không quá mắc và cũng không quá rẻ đến mức bất thường. Và người dùng thì cần hết sức cẩn trọng để tránh mắc phải những cái bẫy hàng giả, hàng nhái, hàng rẻ để rồi ôm bệnh vào người.